Video game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với hùng phong mỹ tục của Việt Nam. Hay da, sao lúc này mình nghe cơ thể mình nó nặng nặng sao ta? Không lẽ mình bị lên ký ta? Thấy cái cân không dám lên luôn á. Để bước lên thử cái coi. Ôi chú mẹ ơi, cái cân này nó bị điên hay sao á? Thôi, lên làm lại một cái nữa coi. Ôi không được, không được. Ôi, không lẽ lúc này mình lên ký dữ vậy người ta? Ôi, mà gần Tết tới nơi rồi, mình phải hả giữ dáng mới được. Không được, mình phải đi tập thể dục mới được, để cho có da đẹp, dáng xinh để mà ăn Tết nha. Bây giờ chị Panda sẽ quyết tâm là hả chạy bộ khắp làng khắp xóm để hả được có cái body đẹp để qua hả tranh xã với mèo mới được. Mèo đâu rồi, trời ơi, mình phải đẹp mới được. Tưới cây nè, cây ơi, trời ơi, chị tưới nước cho em mau lớn quá trời. Cái gì vậy, tụi tôi tưới lỡ tay, xin lỗi. 1, 2, 3, mệt quá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ui, cái gì vậy nè, sao sáng ra mình ngửi được cái mùi yên bình trong cái làng bao rệt của mình nha mọi người. Ui, chị Panda ơi, chị Panda, chị Panda. Trời, chị đang đi đâu? Chị đang làm gì vậy, sáng chị chạy đâu sớm vậy? Trời ơi, thấy không biết là sao phải hỏi, chị đang tập thể dục đó mèo. Công nhận, ai có ai khen chị nói chuyện vô duyên cho chị Panda. Nếu mà em hỏi chị đi tập thể dục thì em hỏi chị làm gì? Ủa? Trời ơi. Trời ơi, em mới nghe một tin động trời. Trời, nghe như sét đánh ngang tai, chị Panda mà tập thể dục. Ui, ông nghe gì không hết? Tám. Cái gì vậy? Tốt hả? Cái gì vậy? 10. Đừng có hết rồi, sao lúc này cực tốt. 371, 372. Trời ơi, sáng giờ hết đất có 300 cái chứ nhiều. Trời ơi, nghe người mạnh quá. Dữ vậy sao? Trời ơi, hết cũng hết một khẩu xương. Cái gì dữ vậy? 3 nè. Ủa, làm gì vậy? 4 nè. 5. Gì? Dừng lại đi. Không phải cái tay tôi đang bự hay sao, đang tập tạ. Sao cái tay phải không bự hơn tay trái lại vậy ta? Thì bởi bây giờ đang tập tạ cái tay trái cho đều hai bên nè. 9 nè. Trời ơi, cái này nó rồi. Phan nói như gì? Nè, tay trái bị phế rồi, khiêng không được. Thấy không? Vậy vậy chị Panda. Vô duyên quá à. Nè, mèo nhìn nè. Trong Minecraft á đúng không? Mình quơ quơ có mỗi cái tay phải như vậy đúng không? Bởi vì cái tay phải của mình nó bự phải không? Bởi vậy tôi phải tập cái tay trái. 100 nè, 101 nè, 102 nè. Sao vậy? Gì vậy? Chị có cần phải nói thiệt ra vậy hết chịu đau quá vậy? Em đang cố gắng chị không biết cổ vũ nữa. Trời ơi, mẹ chị Panda không hiểu gì hết á. Tự tôi đang đếm như vậy xong tôi đếm lên 100 mày biết chị không? Chi vậy? Đặng cho có động lực hôm sau tập bù lại mấy cái chữa điếm. Vậy sao? Không? Hôm nay tôi tập là từ 9 tới 101 phải không? Ngày hôm sau tôi sẽ tập từ 101 lại xuống 9 cho nó đều. Tôi cảm giác như tôi tập thể dục mà cũng ăn gian điếm số nữa. Tôi nợ á, tao ghi sổ á. Trời ơi, tập thể dục ghi sổ. Ông Siên thì tôi biết rồi, tôi không nói, nhưng mà ông biết bữa nay tôi nghe tin động trời không? Gì? Chị Panda đi tập thể dục. Trời ơi, bộ mèo mới biết hả? Chị Panda sáng giờ tôi thấy bà chăm lắm nha. Bà đi bộ từ nhà bà đi bộ ra tới cái nhà thờ xong cái bà nói bà tập thể dục. Ủa chứ đúng sao? Tập thể dục là mình đi con bộ heo mà chạy mèo thả ra nó chạy bộ nhanh hơn bà đó mèo. Trời. Dạ con heo chạy ra thả ra chị chạy lại heo chị Panda. Nè chị thấy không? Chị đi vòng vòng vậy cũng là tập thể dục dẫn đạo. Chị Panda, chị Panda. Chị biết sao? Em thấy chị mập tới mức á mà bây giờ em lấy cái máy chụp hình á, em chụp chị cái máy em bị tràn dung lượng á chị Panda. Mắc cười, lúc này á chị ăn kiêng dữ lắm đó. Trời ơi đúng rồi. Thôi, sáng ra hai người lại tiếp tục cãi nhau chỉ vì có cái chuyện tập thể dục thôi. Mà công nhận mọi người, mấy bà thấy đây là bao nhiêu đứa mình sống lành mạnh không? Quá là lành mạnh, quá là yên bình luôn đúng không? Nếu như mà mọi người á, sáng nào cũng ra chăm chỉ tập thể dục chuyện ai nấy làm thì cơ thể khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, cái nào là vui vẻ đúng không? Chị gõ đầu em cái nữa là em cắn chị Panda chị tin không? Trời, chị cho mình tập, mình chạy bộ thôi, tôi đừng có làm quá sức như vậy, mười mốt nó mệt, nó bệnh nó hết rồi. Thôi vậy giờ em đi vô em lấy đồ ăn em ăn đi cho nó đỡ mệt. Ủa gì vậy? Mới tập có mấy cái mà gì vậy? Trời ơi, hôm nay là ăn món gà hầm nè, má heo nè. Trời ơi, ông tập thể dục cái gì mà ăn, tôi đó là coi như là mập phù lù luôn. Trời ơi, tôi tập từ từ cho tới Tết á, đang lấy sức ăn Tết mèo. Ăn Tết phải ăn nguyên cái đầu thịt kho thịt nhiều lắm á. Trời ơi, Tết sắp tới rồi, mình cũng phải tập thể dục chắc là để giảm cân như chị Panda giúp hết thôi chứ. Tết nay mà mình phì nhiêu ra hai người đó chắc cười trong mặt của mình á. Thôi đi vô nhà nấu cái nồi thịt kho hộp vịt ăn cho nó đã cái nư cái đã. Trời ơi, mấy con cá nó ngon làm sao, mấy con tôm cũng ngon nữa. Ây da, đói bụng quá à. Mình ăn miếng chắc không mập đâu hả ta? Nhưng mà mấy cái đó làm lâu ăn đỡ miếng bò bít tết đi. Ây da, hôm qua tập thể dục quá chừng nhiều luôn. Hôm nay chắc mình đã ốm hết rồi đó. Để leo lên cân thử cho nha. Hôm nay đảm bảo là xuống ký luôn nè. À, cái gì vậy? Trời ơi, cái cân. Cái gì? Wow. Trời ơi, 99 đó hoa hồng. Trời ơi,
Ôi trời, sao hồi ngày hôm qua mình nhớ mình nặng ít lắm mà ta. Sao hôm nay mình nặng như vậy? Không được rồi, không được rồi. Ôi, mình phải qua tập thể dục cực lực hơn ngày hôm qua nữa mới được. Hôm qua mình chạy bộ bình thường chắc không có hiệu quả quá. Hay là mình chạy bằng mấy cái máy này nè cho nó có hiệu quả hơn, cho nó cực lực, nó đổ mồ hôi dễ dãi nhiều hơn, thì nó sẽ ốm hơn. Đây nữa nè, tàu ô cái máy này tập tạ. Trời ơi, cái này mà tập một cái là đảm bảo, một cái là ốm ròm ốm nhách luôn á. Còn cái này mà chạy bộ một cái một hồi nữa hả, hai cái chân cũng teo nhách luôn nè. Trời ơi chạy nè. Thôi giờ mình qua mình tập tạ mới được nè. Bà cắn năm tạ. Trời ơi, chị Hoa trời ơi, mệt quá chừng quá đất luôn à. Hứa nè, cái gì đang tập thể dục mà còn ông đứng ở đó ông nhảy là sao? Tôi đang tập aerobic á, mẹ không hiểu gì hết trơn à. Tao tập vậy á, nhảy á cho nó giảm mỡ bụng nè, mẹ không thấy ha. Thôi đi ông Hằng ơi, đừng xạo, bữa nay ông đủ tôi tập thể dục mà tự nhiên giờ tôi tập cái ông đứng đó ông nhảy là sao? Trời ơi, hôm qua tôi tập tạ với lại hết đất rồi, hôm nay tôi phải tập aerobic. Nó chia ra tạ đè. Bên kia có người bị tạ đè kìa, chạy qua cứu, cứu mày ơi. Cái gì? Sao mà ai bị tạ đè kìa, thở đi cho vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ủa cái đó là tập á hả? Một con chó nữa, chịu hết nổi rồi nặng. Giả cái đầu cái nè, từ cái gì tập tạ mà điếm lên tới 1000 lấy một con chó đớm với chị Banh Đá. Ủa chị làm gì? Tao tập tạ ta điếm từ 1 tới 10, còn chị tập tạ chị điếm chó đớm hả? Chị điếm chó rồi. Điếm như vậy nó mới sung cân tập như vậy, y như mấy con chó mà nó chạy nhanh cái mấy hôm nó mới tan mỡ bụng. Vậy là chị tập như chó luôn. Trời ơi ghê thiệt. Tào lao quá. Như vậy mới vừa đó hay chưa vừa khỏi đi. Ghê thiệt. Ê mà khoan hết đây. Bữa nào thấy chị Banh Đa lạ lạ hết. Chị Banh Đa đây, bữa nay chị đẹp hơn ngày hôm qua đúng không mèo. Cái gì mèo đi chị đi. Chị đứng kế bên ông hút giùm em cái thử chị. Nguyên cái dáng của chị. Bây giờ chị mặc như con heo. Ủa sao nhìn cái bộ gió của chị nó dày dày ra ta. Chị Banh Đa sao nhìn cái bộ gió của chị nó dày dày. Chị đứng yên lại cho em coi thử coi. Chị nhìn vậy. Nói đừng nhìn, chị không thích. Chị không thích. Hình như em nhìn kỹ thì em thấy chị dày hơn hôm qua chị Banh Đa ơi. Chị dày à, chắc là cơ cơ của chị nó mèo. Cái bụng bả phình ra luôn rồi kìa mèo. Ủa sao cái mặt của chị nó nọng tới nỗi mất cái cổ luôn vậy? Ờ nè, với tôi là tôi còn cái cổ này mèo thấy không? Nè, không cài không có vậy nè. Đâu đâu chị không mặc xuống. Không không xuống. Không nè. Rồi. Rồi, rồi, mất tới cái cổ luôn. Mặt quá trời mập luôn, mập giải. Cái gì vậy? Giờ nhìn thấy chị dày ra thấy rõ luôn chị Banh Đa. Ủa thấy cái tay dày đi, dày đi. Thôi nói chuyện nữa. Cha chị hơn. Nó đang được cái tay dày của chị luôn rồi đó. Thôi không sao đâu chị Banh Đa ơi, chị đừng có đè cái cây, tội nghiệp cái cây chị Banh Đa ơi. Thôi cái cây nó bể cái chậu rồi, nó chết cái cây chị Banh Đa ơi. Thôi em biết rồi. Tập thể dục mệt quá mà có hai người nói gì đâu á. Không biết gì không hết. Gì? Mất cười mà Banh Đa quá à. Ở ngoài mặt thì nó tập thể dục mà tôi nghĩ chắc là sau lưng chắc ăn chắc lắm rồi sao. Sáng ra đi bộ từ đây cho tới nhà thờ xong mới tối về ăn mấy ký đồ ăn hay gì. Chắc tối quá vô lấy ăn hay gì á. Chị Banh Đa ơi. Chị Banh Đa. Chị Banh Đa ơi. Bắt đầu có tiêu ta. Trời ơi, mẹ ơi, hôm nay tôi câu mới cho chị Banh Đa nè. Banh Đa, em thấy chị tập tới mức mà chị có thể che được cái ánh mặt trời rồi đó chị Banh Đa. Trời ơi, tôi đừng có nói như vậy nữa rồi, chị không thích nói ai mà nói chị mặt hết á. Người đẹp ta đứng gần hoa, còn chị Banh Đa mặc thù lù đứng kế chậu hoa, ta tưởng nó để con heo kế bên chậu hoa chị Banh Đa. Trời ơi, tức quá đi. Thôi chị Banh Đa, thấy chị đừng có giảm cân, chị Banh Đa nghĩ là chị từ bỏ cái phương án giảm cân đi. Đừng 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 có nói vậy làm chị bị stress đó mẹo ơi. Chị mặt mà còn bị đặt stress nữa chị. Giảm cân càng mập người ta giảm cân người ta ốm, còn chị á chị giảm cân ngoài mặt thôi chứ ở bên trong chị ăn cho cố vô, giờ nhìn chị sắp thành cái lu rồi đó. Được rồi, lúc này á chị nói cơ chị ăn rất là ít luôn đó mẹ, chị ăn còn có phần nửa rồi đó. Em chỉ cho chị phương án mới này, là giờ chị thử á kiêng ăn ăn thịt đi chị Banh Đa, chị thử chị ăn rau nhiều vô chị Banh Đa. Ồ đúng rồi, bây giờ chị sẽ ăn rau. Được rồi, tụi ý kiến hay quá hết trơn. Đúng rồi, em thấy chị nên làm vậy đó. Nhà chị có cái gì chị cho em hết luôn đi chị Banh Đa. Trời ơi, chị đồ ăn nhiều lắm nè, cứ vô vô đây vô. Vậy mà tại là đó mà giảm cân tao hút. Ông vô coi giảm cân. Ghẻ gì tại le hết vậy? Ăn toàn đồ hải sản không luôn á trời. Ủa trời, cưng ra đây chị cho cưng hết mấy cái này nè, chị bố thí cho cưng nè, cưng đem về bán ăn đi cưng. Ủa cho thì mình nói mình cho thôi, mình đừng có dùng cái từ bố thí được. Người ta nói là cái của cho không phải cách cho chị Banh Đa, chị cho kiểu đó thì không ai nhập lấy. Ủa, nữa. Tao cho như vậy là cưng sẽ dính hoài. Rồi thôi chị nhớ ăn rau nha, chị ăn rau nhiều vô đi rồi chị sẽ ốm lại được giống tụi em. Ủa có chắc là ăn rau sẽ ốm không? Trời ơi, cái gì vậy? Rồi. Giờ chị dọn cái nhà chị y như là cái sạp hàng của mấy bà bán rau ngoài chợ luôn rồi á. Chị Banh Đa, tính ra là em chưa thấy cái bà bán rau nào mà có cái bụng phì nhiêu như chị luôn chị Banh Đa. Ủa, bán rau chị cũng được mặc vậy, kỳ cục quá nha, đừng có nói nhiều. Đi về ôi, đi, mà chị ăn rau kiểu này rồi sao chị nuôi heo được chị Banh Đa? Ừ, heo. Sao không được, chị ơi, ăn, chị ăn rau kiểu này á, chị dành hết đồ ăn với con heo của chị luôn á. Ừ, con heo của chị nó ăn rau không à. Con heo chị nó ăn rau mà, chị đâu nuôi nó bằng thịt được đâu. Cái gì vậy? Ôi, chị chết rồi, không được. Chị Banh Đa sẽ không nuôi heo nữa. Chị sẽ dẹp cái chuồng heo này và chị sẽ phóng sanh. Con phải đi con, đi. Rồi. Con đi. Phóng sanh gì lại vậy? Gì vậy? Thôi chị này không thật thì chị nói đại đi chị Banh Đa. Ôi, thấy rõ ràng nha. Vừa nó ăn rau cái chuồng heo chặt thịt ra ăn nè. Ừ, vừa thấy bỏ nào thì sẽ phóng sanh con heo này luôn. Em mất rồi. Chạy đi heo. Chạy đi heo ơi, chạy đi con. Trời ơi, ba chạy
vậy? Bà phóng sanh kiểu gì lạ quá mẹo. Tôi cảm thấy cái này là trong thâm tâm của bà không hề muốn là phóng sanh mấy con heo luôn đó hết. Trời ơi, bà ra kiểu này lạ quá rồi. Thâm tâm kiểu này là tôi nghĩ là bà để nguyên vườn rau đó, cái bà ra bà thích cái mùi rau ơi, em thấy gì nó chặt là cái chuồng đi chị Banda. Nó vậy. Sao không? Tại chị á, như con heo chị thả chị vô đây luôn đi chị Banda. Em để chị vô trong đó cho chị tập thể dục. Lúc đó là chị sẽ chuyên tâm hơn á chị Banda, chứ thấy cái mùi của chị vẫn còn thèm ăn thịt lắm luôn á. Thôi tôi về nha, tôi ngồi đây tôi nhìn bà Banda và con mắt của tôi nó tàn ra ngoài là vì cái mới mở thừa của bà đó mèo. Đúng rồi đó. Thôi thấy chị Banda sợ quá mọi người, mình phải về với mình tập thể dục nhiệt tình hơn nữa chứ không thôi là phì ra giống chị Banda là thấy bà luôn á. Một tuần sau, 101, 102, 103, trời ơi mệt quá mệt luôn á. 7, 8, 9, 10, trời ơi, tôi giỏi hết. Giỏi thiệt là giỏi luôn á, tôi hết đất bù lên tới 101, 102 luôn, mèo thấy không, tôi giỏi hơn mèo nữa đó. Trời đúng rồi, hết giỏi quá giỏi luôn á, mọi người có tin là hết đất đất được 101, 102 cái không? Bạn nào tin comment số 1, còn bạn nào không tin thì thả like cho video này đi, mình chắc chắn là like sẽ nhiều hơn comment bình luận. Tôi tin là mấy bạn fan tin tưởng tôi. Thôi. Ê mèo, không biết một tuần trôi qua rồi chị Banda sao rồi ha, không biết bạn cái hành trình ăn chay của bà hả, hành trình ăn rau của bà như thế nào mèo. Tôi không biết chị Banda bà đóng cửa bế quan tu luyện gì đâu mà cả tuần nay không thấy bà đi ra khỏi nhà luôn á. Rồi, tôi vừa thấy một người khổng lồ trong nhà chị Banda mèo ơi. Hả? Thiệt á? Thiệt. Người khổng lồ? Đúng rồi. Trời. Qua bệnh có thử. Ủa, nhiều khi bà ăn chay bà tập tạ nhiều quá giờ cơ bắp bà đô lắm á mèo. Trời ơi, biết đâu được chị Banda bà trốn trong nhà cả tuần nay không ra ngoài luôn rồi mọi người, mình không biết chuyện gì xảy ra trong. Ôi trời ơi, chị Banda hình như bà tập tạ rồi giờ cơ bắp bà bự hơn tôi nữa mèo. Rồi tôi thấy cái gì bự lắm nha, nhưng mà tôi không biết đó là cơ bắp. Chị Banda ơi, chị Banda. Chị Banda ơi. Có nhà không chị Banda ơi? Trời ơi. Quá giật heo. Ơi, cái gì kêu từ từ người ta mới xuống được chứ. Cái gì trên này vậy? Chị Banda hả? Tào lao đúng không? Qua nhà chị còn nói tầm bậy tầm bạ hả? Cái này là quái vật cấu trúc quá đây. Trời ơi, tôi chưa bao giờ thấy gấu trúc nào bự như bả luôn á. Bả là Không, cái này là bả chuẩn chỉnh con gấu trúc luôn rồi. Con gấu trúc nó mập. Thôi, đừng có vừa qua tới là nói chị mập này mập nọ. Hôm nay là chị không có ăn cái gì hết luôn á. Thiệt chứ chị nói này khó tin thiệt luôn á chị Banda, không ai tin được luôn á. Thiệt là em cũng muốn tin chị lắm. Mọi người cũng muốn tin chị lắm. Chị nè, nhìn đi, chị ăn bông nè, giết hết không khí rồi đó, tôi cũng biết đâu. Này đúng rồi, này ăn bông hết không khí mà tối này chắc là đi ăn lẩu nè, không là đi ăn BBQ là buffet luôn nè. Chắc luôn uy tín luôn thề. Em biết rồi. Cái tính chị keo kiệt đúng không? Chị đi ăn buffet chị sợ người ta tính tiền mắc chị nên chị ăn cho huệ tiền. Chị mà đi ăn hả như vậy hả? Cho chị mập thành heo đi. Bây giờ chị thành con gì rồi? Giờ chị mập thành con heo luôn rồi đó. Bây giờ cái nhà này lúc này chị nhẹ lắm mà chị ốm rồi mà ta. Chị Banda em nghĩ là bây giờ phải dỡ cái nhà này ra mới nhìn thấy được toàn bộ cái thân thể của chị. Ôi, tôi đi đập cái bếp này chị Banda đây. Rõ ràng cái đồ ăn trong nhà đó nè. Đừng không có đồ ăn. Trời ơi, bà Banda bà quýnh tôi cái muốn tính nín thở luôn mèo. Trời dính tường luôn, quýnh cái dính tường luôn hả? Ôi, rõ ràng toàn đồ ăn chay không vậy? Em thấy là hình như là chị đang giấu đồ ăn ở đâu đúng không? Chứ không thể nào không mà chị giấu. Ăn chay tập thể dục mà chị đây mặc trồng do chứ thế này. Mẹ cưng lên phòng chị đi có miếng đồ ăn nào cái hả té là chết liền luôn. Nhà đi cưng lột đi nè. Em nghĩ chắc là chị ăn. Trời. Cái gì vậy? Bà bị té ra chết liền luôn kìa. Ôi chị Banda ơi, chị đừng có nói nữa. Cái gì có thì mình nói, không có thì đừng có giấu. Chị Banda chị nói vậy chút giờ Linh là té ra chết liền. Chị Banda cái đó là chị bị hả hút quánh người ác. Ừ ai quánh thì nói. Ơi đừng quánh em nữa chị Banda. Thôi giờ để chứng minh là chị ăn chay thì chị bước lên cái cân đi chị Banda. Cái cân sẽ trả lời được cái này của chị. Chị lên cái cân của hôm qua chị cân chị nghe nhẹ hiểu à. Để tôi nhìn cái quái như mắt chị Banda nè. Chị mà bước lên cái cân mà cái cân nó gãy cái là em té ra em chết liền luôn chị Banda. Trời ơi cái cân vậy. Mình này là chị nói nghe một tiếng đồng hồ là chị lên chị cân một lần á, không có sao nhìn tiếng. Đâu không tin chị cân thử coi. Tôi không thấy đó, cái cân ở đâu hết. Trời ơi cái cân chị nè. Chị đừng có đứng chị giọng ngay góc cân vậy. Nó bẻ cái cân luôn, quá sực khói luôn rồi. Trời. Ôi chị Banda thấy chị quá đà rồi chị mẹ. Không thể nào chấp nhận được. Không, hút là bể cái cân của chị, cứ thấy không đóng cái cân chị bể luôn. Trời em tới hét chị á là chị chưa trèo lên cái cây nữa, chị đứng ngay góc cây cân thôi bạn, đã thấy cái cân chị nó quá bụng rồi đó. Bây giờ đi lần nữa rồi. Ủa đây chị có đi tập thể dục đàng hoàng chưa? Thôi. Trời ơi chị tập thể dục không là nhiều rồi chị mệt lắm rồi đừng có tập nữa. Để em nói chị, để em với em hút bây giờ là hút đó. Vì là trưởng team Biden Tết sắp tới nơi rồi, còn phải đi ra dòng họ chúc Tết nữa. Mà chị kiểu này là em với em hút là không có thấy được rồi đó. Này chị đi vô á, chị chúc Tết dân làng ta sẽ khiếp sợ gì sợ á. Chị dành ăn với dân làng á chị Banda. Chị xin hết tiền lì xì của người ta với đứa đất nó sẽ khóc
thét thì khi thấy chị. Ôi chị, hôm nay chị mệt dữ lắm rồi, chị tập nhiều rồi chị hay cảm thấy là chị rất là mệt rồi, cho chị phải nghỉ ngơi, chị giải lao. Giờ giờ mấy chị theo em đi, em cho chị ăn. Hôm nay là huấn luyện chị hả? Ăn cái gì vậy? Trời ơi mệt quá, nghe ăn cái chạy heo liền luôn á. Vậy mà bà nói bà đang giảm cân cái từ ăn cái gì ngon quá vậy, cho chị ăn với hết. Ủa chị ra đây cho chị ăn được nè, chị Banh Đa. Rồi luôn rồi, hút đây. Thành Thành, Tụ Ưng, ui, hút đây. Gì? Ông thấy cái gì không? Thấy. Chứ tôi thấy là bây giờ bắt mặt bắt không lắc cái cửa nhà. Một con heo đang cố gắng phá cái cửa nhà của mình. Cái vụ gì vậy nè? Còn có chút ngực địch đang cố gắng lăn ra khỏi cái nhà của mình. Sao chị đi ra ngoài không được vậy nè? Ủa đừng nói giờ là chị mập tới mức bây giờ chị không bước ra khỏi cái cửa nhà được luôn hả? Đây chị bước vô hỏi dễ mà, bước vô rồi bước ra chị Banh Đa. Trời ơi, sao cái cửa nhỏ xíu vậy nè? Tôi hiểu lý do tại sao mà cả tuần nay bà bế quan tu luyện rồi. Thực tế là chị Banh Đa không phải là không muốn ra khỏi nhà, mà tại vì bà mập quá, bà không ra khỏi nhà được. Cái cửa nó quá nhỏ với chị Banh Đa. Biết gì không? Hồi nãy tôi nói là chị Banh Đa chụp hình tới hết dung lượng của máy ảnh. Bây giờ chị Banh Đa mập tới nỗi cái nhà này hết dung lượng cho bà luôn rồi đó. Đúng rồi đó, em thấy bây giờ cái nhà này có thấy chị không? Thịt cho chị Banh Đa ráng lăn ra đi. Nè, cho chị thịt ra, chị Banh Đa lăn ra lăn ra. Chị Banh Đa cố lên, chị Banh Đa. Vì mấy miếng thịt bò, 1, 2, 3 Hơ, ủa dạ. Tôi có cách cho chị Banh Đa ra khỏi nhà nè. Nhưng mà cách này hơi bạo lực xíu nha. Chị thông cảm cho chị Banh Đa. Nè, 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 Mỹ thì ra ngoài là được rồi. Trời ơi, sắp cái nhà luôn rồi. Quá, ôi hạnh phúc quá, bình lên, bình lên, bình lên. Trời ơi, bỏ lăn bể đất luôn kìa. Bỏ lăn đi cái đầu luôn rồi. Anh cho ăn đi, cho ăn đi, hết rồi, ngon quá, hút mập ơi. Nè, 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 ôi gia tự ơi, đừng có ăn thịt, em chị Banh Đa, em cho chị ăn thịt ăn nè. Đâu, 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 đúng rồi, chạy heo. Ngon quá. Ông dùng cái thịt ra, ông dùng cái thịt ra chịu đó là bà ăn bỏ mặt thêm đó. Bây giờ lỡ mập rồi, ê hay bây giờ mình thử cái nào. Mình thử coi chị Banh Đa có thể mập tới cỡ nào. Liệu có mập bằng căn nhà của Happy không? Ông nghĩ sao vậy? Ờ tôi nghĩ bà mập thiệt vậy á. Nhưng mà đừng cho bà ăn nữa thôi chị Banh Đa. Ra đây chị Banh Đa, cho đừng có cho chị. Thạch 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 thạch. Ui ngon quá, ngon quá. Nhầm 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 nhầm. Bây giờ bà phải làm sao đi mẹo? Nghỉ 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 nghỉ. Bây giờ chị tập thể dục đi rồi em sẽ cho chị ăn thịt chị Banh Đa. Hả cái gì? Thể dục đi mẹo mới cho chị ăn. Mẹo nghe hay sao? Trèo lên máy chị chạy đi. Chị tập cái gì mệt lắm mẹo ơi. Mấy bữa nay chị tập thâu đêm. Ê hay là giờ đi mẹo. Vậy đi. Sao? Tôi nghĩ là bà tập vậy á không có tác dụng đâu. Mình phải hay sử dụng á biện pháp mạnh là mèo ơi. Mạnh là cái đúng nào? Rồi bây giờ á mình hãy đem bà Banh Đa vô đây nuôi bả như con heo rồi bắt bả phải ăn chay, bả phải ăn rau nhiều vô có cách đó thôi. Cái đó là đối xử bả là chị heo luôn chứ không phải là đối xử bả là con người. Thôi cái đó chị Banh Đa theo em nè, theo em nè. Vậy cái gì vậy, vậy cho ăn đi mèo ơi, cho ăn đi, ngon quá sao không cho ăn, trời ơi tức quá. Ôi, mẹ bà có hành vi bạo lực kìa mẹ, bà quá mẹ kìa. Giờ có cho ăn hay không? Thôi chị gì, chỉ vì một miếng ăn mà chị đánh mất con người như vậy sao? Miếng ăn là miếng cho ăn thôi. Ăn mèo kẻ. Miếng ăn là miếng tội tàn, phải kháng cự lên đi chị Banh Đa. Bây chống giờ lại đi ta. Được rồi, được rồi, chị coi là có tội tàn cỡ nào. Ui, trời. Cái gì? Trời. Cái gì vậy? Trời. Bà học nguyên một cái mặt đằng sau lưng bà để bà ăn gấp đôi người thường kìa. Trời chị Banh Đa, chị ăn một mình chưa đủ hả? Giờ chị kiếm thêm một người nữa ăn chung chị hả? Thôi, hình như cái món ăn của bà mà tới lúc bây giờ lòi ra đi một con quái vật ăn kìa mèo. Hình như chị Banh Đa cái tâm địa ăn uống của bà bây giờ là nhiều quá hay sao á, cho nên là bây giờ làm như là bà muốn ăn cả thế giới á. Bây giờ mệt lắm rồi, không muốn nói nhiều, cho ăn đi. Trời ơi, cái gì vậy? Đó là trời ơi, ôi da, ôi da, ôi da. Chị Banh Đa ơi, chị đừng làm em bực chị Banh Đa. Ui, chị quá là giờ phải thích chị luôn nè, thích chị luôn nè, trời ơi. Tôi ta thành cái cách mà ông nhốt bỏ vô trong chuồng giùm tôi đi. Đây nè, đây nè, đây nè, chị quậy không, quậy không, quậy không, ăn nè, ăn cái này đi. Ui, thích, 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 thích. Ui, mệt ngon quá, ngon quá. Té xuống mặt cái heo này. Ui, từ từ, từ từ, đúng rồi, tôi hiểu kế hoạch của heo rồi. Nhốt lại, nhốt lại, nhốt lại. Phải nhốt cái con heo đa này lại thôi. Trời ơi, thịt, 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 nhốt lại. Nhốt lại, ngon quá, ngon. Chúng ta đã an toàn tuyệt đối ngoài này rồi mọi người ơi. Đói nữa rồi, cho ăn đi. Cái gì mà đói hoài vậy? Chị ăn hết thịt của em rồi đó. Ê bà mặt quá là cái chuồng này nhốt được bà không ta? Tôi nghĩ là được các mèo. Ê mà hút ơi, hình như tôi thấy cái này không phải là chị Banh Đa mà chị Banh Đa đang bị cái gì á. Trời ơi, bà bị bệnh lăn rồi chứ gì, giờ bà mặt hơi quá bà lăn vòng vòng luôn rồi kìa. Ê cái này làm hết tôi... rồi, đói nữa rồi. Ê, mèo, mèo. Cái này làm tôi nhớ tới cái con gì ta, cái con quái vật gì mà nó hay ăn á, nó ăn tới nỗi nó mặt phù lù á. Mèo đừng nói với tôi là con SCP-2611 nha. SCP-2611. Có bạn nào biết con đó không? Ê, tôi từng nghe nói rõ đó chính là chi gì mà ký sinh trùng béo phì. Có cái con ký sinh trùng béo phì đó, không lẽ là nó nằm trong người chị Banh Đa hả ta? Tôi nghe nói là nó có thể ký sinh cho người ta bằng cách là đụng chạm vô bất cứ cái gì mà nó hiện hữu ở trong đó, chẳng hạn như là cây cân. Ủa đúng rồi, không lẽ cây cân đó mà ăn con SCP-2611? Ừ, từ đâu mà chị Banh Đa có cây cân ta? Tôi không biết luôn. Tại vì thường người mấy cái người mà mập với mấy người giảm cân, người ta hay đi cân thử có là mình bao nhiêu ký, cái con SCP nó ký sinh cho cái cân để nó tìm được á người thích hợp, sau đó nó ký sinh cho người, người ta để bắt người ta ăn uống để mặc phù lù nuôi nó đó.
Trời ơi, chị Minh Đa đã bị SCP 2611 cái ký sinh rồi hả? Trời ơi, chứ còn gì nữa. Trời ơi, đi xuống dưới hầm cất heo kiếm cá đi. Ăn mới được. Đói quá. Trời ơi, còn cái gì không có cá chị Minh Đa đây. Đúng rồi, tìm cách giúp chị Minh Đa tách cái con SCP ra khỏi người bà đi. Trời ơi, sao bà nhảy? Bà sao nhảy ra khỏi cái trời ơi. Trời ơi, thịt ra đi, cho miếng thịt ra đi. Bà sao nhảy ra bà ăn thịt, không cho, không cho, không cho. Được, 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 nè nè, chị có muốn ăn thịt không? Chị qua đây chị kiếm em nè chị Minh Đa. Đó, nè mầm 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 cho miếng thịt đi, ngon quá. Ơi, đói quá, bây giờ có cho ăn hay không? Không có cho, không có cho. Mệt quá, cho ăn đi. Em cho ăn làm hại chị đó, cố lên. Thịt nè chị Minh Đa ra, đây lấy thịt mà ăn nè. Liêu liêu chị Minh Đa mập như con heo. Thịt ngon, thịt ngon. Tức quá đi, cho ăn đi, đói dữ lắm rồi. Không có cho, không có cho. Thịt quá là đói. Ôi, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Ôi, cái gì vậy? Ôi, cái gì vậy? Ôi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì? What the hell, cái này là một cái con quái vật trong người chị Minh Đa chui ra. Bây giờ bả hết mập rồi kìa, bả nằm một đống ở kìa mèo. Cái con này cái gì mà phù mang trận má lai lưỡi kìa vậy? Trời ơi, đó là con SCP-2611 á mèo. À thì ra đây chính là cơ thể thiệt của nó. Hút đi, tôi nghĩ là cái con này nó lấy hết mỡ của chị Minh Đa ra để làm cho người nó luôn rồi đó. Chứ còn gì nữa, chị Minh Đa ôm nhôm nhát rồi kìa. Ui, cái phá cái nhà kìa mèo. Ui, chị Minh Đa nó cắt, nó xỉu luôn rồi. Mày muốn phá nhà đúng không? Nè nè, cho mày phá, phá cái con SCP đó. Trong đó có chị Minh Đa trong đó đâu hết. Tôi phải giúp cho chị Minh Đa tiêu diệt cái con SCP xấu xa này mèo. Đồ SCP xấu xa nó đâu vậy? Ôi, trời ơi, tôi chạy ngay chị Minh Đa luôn. Đá đè chị Minh Đa rồi. Chị Minh Đa vẫn còn sống. Xin lỗi chị Minh Đa. Tiêu diệt cái con SCP thôi, tụi ơi, nó bự quá, nó mập quá. Tôi phải vô tôi kêu chị Minh Đa dậy mèo ơi. Chị Minh Đa dậy, chị Minh Đa. Tỉnh dậy, chị hết mập rồi. Nó xài chiêu lấy thịt đẻ người tôi. Nó xài chiêu lấy thịt đẻ người tôi nè. Nè nè mèo, lấy ca nước tạt nó đi mèo. Tạt nó chạy nó ra chỗ khác mèo ơi. Ê, tôi nghĩ cái này hút. Bây giờ tôi nghĩ cái đống mỡ này chúng ta cần phải nướng nó cho nó chảy mỡ nè. Chị Minh Đa, cái đống mỡ của chị kìa, chị nhìn đi. Cái con gì vậy trời ơi? Trời ơi, cái con mỡ của chị chính là cái con gì? Nó từ trong người chị chui ra đó, chị hết mặt rồi kìa. Hèn gì nó làm chị nặng nề hổm rài. Trời ơi, cái con quỷ sứ này cho người đó mà nó sao mỡ. Đồ mỡ xấu xa dám ăn hiếp chị Minh Đa. Cho mày thành mỡ cháy tuổi. Rồi, bà Minh Đa, bà cầm cái kiếm, bà chặt ba cục mỡ qua rồi. Tính ra cục mỡ này sao nó lỏng lẻo vậy vậy ta? Nó là cục mỡ của chị cho nên là chị quýnh một phát là nó văng mỡ rồi luôn hả? Ôi, hình như của chị Minh Đa mới hút mỡ vô người thôi. Ê, nhiều khi nó chạm vô người chị Minh Đa rồi nó chui vô nó ký sinh. Chạy đi. Chị Minh Đa mà đụng vô người mình là có chuyện bị con nó ký sinh đó. Chạy khỏi chị Minh Đa đi, chờ tôi với thôi. Trời ơi, chạy cái gì mà chạy, chờ chị chơi. Chờ chị chơi. Trời ơi, để chị truyền mấy cái mỡ quá cho ngươi nữa thôi mèo ơi. Trời ơi, cái này SCP nó tấn công nữa rồi, chạy đi. Trời ơi, ta đây mặt tiếp tục lên. Những cái con này á tính ra tưởng đâu á là dễ tiêu diệt nhưng mà thực tế là nó không có dễ chút nào. Trời ơi, ai thèm mỡ tôi trao mỡ cho. Dừng lại, chờ chị đây. Trời ơi, tôi phải chạy khỏi chỗ này thôi. Trời ơi, mỡ tôi với giới giang hoàng ơi. Cố lên với mọi người ơi. Video game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.